Mời các khán giả lên. Chúng ta cùng mở Kinh Thánh và tôi sẽ đọc trong sách Sáng Thế Ký đoạn 25 từ câu 19 đến câu 26. Khi bắt đầu. Đây là dòng dõi của Isaac, con trai Abraham. Abraham sanh Isaac. Và khi Isaac được 40 tuổi thì cưới Rebecca, con gái của Bethuel và em gái của Laban, đều là dân Aram ở tại xứ Padan Aram. Isaac khẩn cầu Đức Giê-hô-va cho vợ mình vì nàng son sẻ. Đức Giê-hô-va cảm động lời khẩn cầu đó nên cho Rebecca thọ thai. Nhưng vì hai đôi làm cho đụng nhau trong bụng thì nàng nói rằng: nếu quả thật vậy, cớ sao điều này xảy đến làm chi? Đoạn nàng đi hỏi Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán rằng: hai nước hiện ở trong bụng ngươi, và hai phía dân sẽ do lòng ngươi mà ra. Dân này mạnh hơn dân kia, và đứa lớn phải phục đứa nhỏ. Đến ngày nàng phải sanh nở, này hai đứa sanh đôi trong bụng nàng ra. Đứa ra trước đỏ hồng, lông cùng mình như một áo tơ lông, đặt tên là Ê-so. Kế em nó lại ra sao, tay nắm lấy gót Ê-so, nên đặt tên là Gia-cốp. Khi sanh hai đứa con này thì Isaac đã được 60 tuổi. Chúng ta cùng đọc câu gốc trong Sáng Thế Ký đoạn 25 câu 21 hai lần. Chúng ta bắt đầu. Isaac khẩn cầu Đức Giê-hô-va cho vợ mình vì nàng son sẻ. Đức Giê-hô-va cảm động lời khẩn cầu đó nên cho Rebecca thọ thai. Sáng Thế Ký đoạn 25 câu 21. Isaac khẩn cầu Đức Giê-hô-va cho vợ mình vì nàng son sẻ. Đức Giê-hô-va cảm động lời khẩn cầu đó nên cho Rebecca thọ thai. Sáng Thế Ký đoạn 25 câu 21. Mời các khán giả. Hôm nay chúng ta sẽ học đề tài mối quan tâm của người cha. Khi nói đến là mối quan tâm của người cha thì quý bà các chị là những người trong vai trò làm vợ nghĩ rằng chồng của mình thường quan tâm điều gì? Điều gì mà mình nghĩ rằng chồng của mình thường quan tâm? Mình sống chung với chồng mấy năm rồi, có thể là 20 năm nữa, quan tâm điều gì? Một người đàn ông thường có nhiều mối quan tâm, nhưng mà chúng ta cần lưu ý là người đàn ông nào cũng có quá khứ, đó là cha mẹ, cho nên quan tâm đến cha mẹ, nhất là cha mẹ già yếu. Người đàn ông nào cũng có hiện tại, đó là vợ mình, cho nên quan tâm đến vợ mình. Người đàn ông nào trở thành một người cha đều có con cái, cho nên phải quan tâm đến con cái. Cho nên ít nhất là ba cái sự quan tâm đó. Bình thường của một người nếu chưa trở nên một con dân Chúa thì cũng có cái sự quan tâm đó. Mà nếu một người đàn ông mà quan tâm đến công ăn việc làm sự nghiệp đó, thì họ lại suy nghĩ nhiều hơn làm sao để thành công trong công ăn việc làm, để rồi có được những chữ tiền tài danh vọng. Trong buổi sáng hôm nay tôi đọc nước nhanh tờ báo Dallas Morning News thì có một cái trang nói về fathers, và nói như vậy: thành các tư hãng, chúng ta biết thành các tư hãng, thành các tư hãng trong thế kỷ thứ 13 có rất nhiều vợ, có rất nhiều con, cho nên bây giờ tổng cộng lại có tất cả 16 triệu người nói rằng có dính líu đến thành các tư hãng là con cháu, tức là có liên hệ đến huyết thống với vị một
thời đã tung hoành ngang dọc giống như là một đại đế, đã từ Á Châu lan rộng qua Âu Châu, Trung Đông thành các thứ hàng. Ảnh hưởng này ở trong Kinh Thánh cũng có đề cập đến một người, vua Salomon. Chúng ta biết vua Salomon bao nhiêu người vợ? 700 hoàng hậu và 300 cung phi, 1.000 người. Trong đời sống của Salomon có thăng có trầm, và khi cái trầm của ông đó là bởi vì ông có nhiều vợ mà vợ không thờ phượng Chúa, cho nên những người vợ này đã xui khiến ông nói rót nhẹ vào tai mỗi ngày một câu, mỗi ngày một tiếng, từ từ ông nghe theo để lập những bàn thờ, thờ những thần tượng khác, cho nên Chúa không đẹp lòng. Nhưng rồi cuối đời của Salomon, ông quay trở lại với Chúa, ông có quay trở lại với Chúa, cho nên ông nhắc nhở rằng đời sống của con người là phải hết lòng kính sợ Đức Chúa Trời, kính sợ Đức Chúa Trời. Thưa quý bạn chị em, buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ có thời giờ vinh danh các người cha trong giờ sau cùng của bài giảng của buổi thờ phượng. Chúng ta sẽ thấy có một số khuôn mặt trẻ tuổi là những người cha, có người sắp sửa làm vai trò hay là thiên chức làm cha trong buổi sáng hôm nay. Trong vòng chúng ta là các vị làm cha, kể cả làm ông ngoại, ông nội. Nếu trong nhà mà có con trai mà không có con gái thì con trai thường làm gì các người cha có biết không? Nếu trong nhà không có con gái, chỉ có boy thôi. Người Mỹ có một câu cũng rất là hay: nếu nhà bạn chỉ có boys thì bạn phải biết rằng con trai của bạn thích chơi thể thao, sports. Và tôi nhìn thấy đúng như vậy. Tôi có hai thằng con trai và đứa nào cũng thể thao, thích chơi thể thao, tối nào cũng đi tập thể dục là mình cũng đi theo thể thao. Nhưng nếu nhà bạn có girls thì sao? Thì cũng có chữ S thôi: shopping, đi mua sắm. Cho nên lời gợi ý nhắc nhở cho các người cha, nếu trong gia đình của bạn mà bạn có con gái, bạn phải học kiên nhẫn đi shopping với con của bạn. Nếu bạn có con trai, hãy tập chơi thể thao với con của bạn. Hai đứa con trai tôi nó nói ba chơi basketball dở quá, nhưng mà chưa chắc nó bơi lội bằng tôi. Tôi học bơi lội từ Canada High School, cho nên những đứa con tôi đã biết bơi, không có đứa nào bơi nhanh như tôi. Tùy theo cái môn thể thao mà mình chơi và con cái mình chơi. Người ta còn góp ý như vậy: nếu bạn làm cha thì trong cái ngày vui nhất của con gái của bạn, cái lễ cưới, cái thiệp cưới đó, bạn phải biết một cái điệu nhảy slow dance với con gái của bạn. Mà nếu bạn có con trai thì trong cái ngày vui tiệc cưới đó, vợ của bạn là người mẹ và học biết nhảy một cái bài slow dance với con trai của mình. Cho nên các bạn trẻ mà hãy để ý điều đó, để rồi chưa có biết, ít nhất là một điều nhảy rất là nhẹ nhàng, slow dance cũng nên chuẩn bị đi. Mối quan tâm của người cha, cái chuyện quan tâm tôi thấy rất là hay, bởi vì khi nói quan tâm là nói đến trái tim, nói đến tâm trí, nói đến cả cái thể xác của chúng ta đã có cái sự quan tâm, quan tâm của người cha. Ở trong câu chuyện mà chúng ta cùng học hôm nay thì chúng ta để ý có một vài điều mà Isaac quan tâm, mà trong sự quan tâm của Isaac là quan tâm đến cái sự an bề gia thất cho con trai của mình. Mình không có muốn con trai của mình sống rồi nó cứ độc thân mà nó không lập gia đình, nó phải được an bề gia thất. Thì đây là trong cái vấn đề này chúng ta thấy có sự quan tâm đặc biệt. Vai trò của người cha: lãnh đạo tâm linh, đáp ứng nhu cầu cụ thể và hướng dẫn đời sống con cái.
hướng dẫn đời sống con cái. Phải nói rằng có một người cha là một tộc trưởng tên là Job, thể hiện một cái vai trò rất đặc biệt. Kinh Thánh mô tả như một thầy tế lễ mỗi buổi sáng thức dậy sớm để rồi cầu nguyện cho các người con của mình. Cho dù chúng nó bình thường, nó không có cái gì mà nó làm cái điều mà ông không được biết, nhưng mà ông vẫn cầu nguyện đề phòng rằng lỡ chúng nó có phạm tội. Chúng ta đọc lên cái này thấy gì? Giúp lo xa một chút xíu là đề phòng chúng nó có lỡ đi quá chớn, thì xin Chúa từ trên cao tha thứ cho chúng nó nhân cái lời cầu nguyện của ông. Bởi vậy gia đình mà thiếu người cha thì tội nghiệp vô cùng. Con không cha nhưng nhà không nắp, rất cần có hình ảnh của người cha. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học hai điều: quan tâm đời sống gia đình của người cha, và kế đến quan tâm đời sống tâm linh của người trong gia đình của mình. Chúng ta tìm thấy điểm đầu tiên là Isaac khẩn cầu Đức Giê-hô-va cho vợ mình vì bà hiếm muộn. Đức Giê-hô-va nhận lời khẩn cầu của ông nên Rebecca mang thai. Ở đây chúng ta thấy có một cái sự ghi lại về một chữ rất là đặc biệt là khẩn cầu. Cầu nguyện thì ai cũng có thể cầu nguyện, nhưng mà ở đây dùng chữ là khẩn cầu. Như vậy có cái sự tha thiết, khẩn thiết cầu xin Đức Chúa Trời thương xót ban cho vợ của mình là Rebecca có được một đứa con. Người đàn ông có gia đình thì đương nhiên muốn ảnh hưởng những cái gì thuộc về mình, về cái last name, cái tên, rồi cái họ cho những người khác biết. Thường chúng ta nghe một câu nói: một đứa trẻ, một đứa con nó thành công, nó học xong một chương trình đại học, nó tốt nghiệp, nó nhận vào, được nhận vào những cái cơ quan làm việc, những công ty rất là nổi tiếng, người ta thường hỏi: nó con